quan bà Trung Quốc ngủ với 40 đàn ông để được thăng chức, thành công chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Từ lâu chúng ta đã biết, quan trường Đảng Cộng sản Trung Quốc vốn là một nơi vô cùng mục nát hủ bại, với các quan chức kéo bè kết phái tham ô và đặc biệt cực kỳ dâm loạn. Trong cái hoàn cảnh quan trường chỉ toan sắc và tiền này, các cô gái có tham vọng, được cái sắc đẹp sẵn có và đồng thời biết cách chiều chuộng cánh đàn ông sẽ càng dễ dàng thăng tiến như diều gặp gió. Không ít quan bà trong bộ máy chính quyền Trung Quốc đã chọn cách này để thăng quan tiến chức. Nhưng rồi cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Khi đang trên đỉnh cao của danh vọng thì các quan bà này chẳng may bị dính án tham nhũng mà rơi vào vòng lao lý. Từ đó cái dĩ vãng dơ giấy, dễ gì giấu giếm của họ cũng dần dần lộ ra trước mắt công chúng. Hôm nay mọi người hãy cùng Thế giới 360 thử khám phá cuộc đời thâm cung bí sử của các quan bà Trung Quốc để hiểu sâu hơn về sự mục nát và đồi bại của quan trường Trung Nam Hải nhé. Chi hàng chục tỷ vào phẫu thuật thẩm mỹ. Trong danh sách dài về các nữ quan tham dâm đãng ở Trung Quốc, có những cái tên thực sự nổi bật vì những kỷ lục dương chiếu. Trong đó có người có hàng trăm tình nhân, cũng có người chi hàng chục tỷ đồng để phẫu thuật thẩm mỹ giúp việc mồi chài được dễ dàng hơn. Nhưng cũng có người chết vì bệnh thích ghi nhật ký chuyện ái ân. Theo truyền thông Trung Quốc, Liêu Quang Minh, nguyên cục trưởng thuế thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, được coi là nữ dâm quan chịu chi bậc nhất khi bà này bỏ ra hơn 5 triệu tệ, khoảng 17,5 tỷ đồng để làm phẫu thuật thẩm mỹ tốt đẹp nhan sắc để tiến thân bằng vốn tự có. Điểm đến của bà Liêu là những thẩm mỹ viện nổi tiếng bậc nhất của Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Australia. Chỉ trong thời gian ngắn, Liêu từ một nhân viên thu thuế bình thường đã trở thành giám đốc sở thuế. Chỉ trong 5 năm, từ một phó trưởng chi nhánh thuế cấp cơ sở, bà ta đã vươn lên chức cục trưởng cục thuế thành phố An Sơn. Theo Baidu, có lần bà đã chi 500.000 tệ, khoảng 1,75 tỷ Việt Nam đồng, sang Hồng Kông để làm lại nội thất. Dư luận Trung Quốc trào phúng gọi Liêu là cái mông đẹp nhất để ám chỉ quan bà thăng tiến bằng vốn tự có. Nghỉ hưu năm 2006, nhưng tiếng xấu về bà giám đốc vẫn bị lưu truyền và giễu cợt là cặp mông đẹp đắt giá nhất An Sơn. Một trường hợp quan bà dâm đãng khác là Phan Ngọc Mai, chỉ là bí thư ủy ban công tác đường phố Mại Bân Kiều, trợ lý khu trưởng Thê Hà, Nam Kinh. Nhưng Phan Ngọc Mai tham ô tới gần 8 triệu nhân dân tệ và 530.000 USD. Mai có tuyệt chiêu mê hoặc đàn ông có quyền thế, nhưng cũng có thú vui chết người là ghi chép lại tất tật chuyện ái ân với mấy trăm người đàn ông. Bằng tài dụ dỗ quan chức lên giường của Mai mà đường phố nhỏ Mại Bân Kiều có được tổng thu tài chính tới 5 triệu nhân dân tệ một năm. Một phần không nhỏ số này đã chạy vào két sắt của Mai. Năm 2009, ở tuổi 46, Phan Ngọc Mai đã bị tòa án tuyên phạt tử hình, hoãn thi hành 2 năm. Thăng chức nhờ lên giường với phó tỉnh trưởng. Năm 2019, đài truyền hình vệ tinh Vân Nam, Trung Quốc từng công chiếu loạt phim tài liệu phanh phui hành vi phạm tội của một nữ dâm quan ở nước này. Trong đó có 4 bộ phim về đề tài chống tham nhũng, dòng thác chảy xiết tại Vân Nam, lần đầu tiên phanh phui vụ việc phạm tội của La Mẫn, nữ chủ nhiệm Liên hiệp Hợp tác xã Tín dụng tỉnh, người cùng bí thư và chủ tịch Hội đồng Hợp tác xã liên đới đến vụ án tham nhũng tổng số trên 1.000 tỷ nhân dân tệ. La Mẫn đã phải nhận mức án 10 năm rưỡi tù giam. Phim đã vạch trần chuyện La Mẫn dùng sắc đổi quyền để có được chức vụ mong muốn. La Mẫn sinh năm 1967. Năm 1998, Mẫn về công tác tại Sở Tài chính tỉnh Vân Nam. Đến năm 2011, được điều sang làm Phó chủ nhiệm Liên hiệp Hợp tác xã Tín dụng Nông thôn tỉnh. Và sau 2 năm thì được thăng chức chủ nhiệm. Theo bộ phim trên, La Mẫn đã hối lộ tình để được lên chức. Quyền lực trong tay càng lớn, bà ta càng tiến hành các phi vụ dùng tình đổi quyền, dùng tình đổi tiền lớn hơn. La Mẫn có mối quan hệ tình ái với Tào Kiến Phương, phó tỉnh trưởng Vân Nam trong hơn 10 năm. Khi La Mẫn làm ở Sở Tài chính, Tào Kiến Phương là lãnh đạo chủ quản trực tiếp. Nhờ có quan hệ tình ái với Phương mà Mẫn thăng tiến vù vù. Có lần khi ra nước ngoài công tác, Phương còn không quên ngần ngại yêu cầu đích danh Mẫn theo tháp tùng. Ngoài Tào Kiến Phương, La Mẫn còn có quan hệ tình ái với nhiều người đàn ông khác, lợi dụng chức quyền trong tay để giúp đỡ các người tình trẻ là thương gia về trợ cấp tài chính, giao công trình, làm thủ tục vay vốn và thu được những khoản tiền cách xù. Tháng 7 năm 2015, La Mẫn bị điều tra và đến tháng 6 năm 2018 bị tòa án tuyên phạt hơn 10 năm tù về tội nhận hối lộ. Theo bản cáo trạng, Mẫn đã nhận hối lộ 1,59 triệu nhân dân tệ, 73.000 USD và 5.000 đô la Hồng Kông và số của cải trị giá 3,38 triệu nhân dân tệ. Sau khi La Mẫn ngã ngựa, một loạt quan chức khác cũng bị hạ bệ như Tào Kiến Phương, Vạn Nhân Lễ, Chủ tịch Hội đồng Hợp tác xã Tín dụng Nông thôn tỉnh, Thi Tăng Vinh, Phó chủ nhiệm Liên hiệp Hợp tác xã.
Tưởng Triệu Cương, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã. Ngủ với hơn 40 quan chức, Hoa Khôi leo lên ghế phó thị trưởng. Theo báo điện tử Sohu, ngày 13 tháng 2, trước Tết Kỷ Hợi, dư luận Trung Quốc xôn xao bởi vụ Khương Bảo Hồng, 45 tuổi, phó thị trưởng thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc, thừa nhận đã dùng cách hối lộ tình lên giường với hơn 40 quan chức để được thăng tiến. Hôm 10 tháng 1, Khương Bảo Hồng và Hỏa Vinh Quý, nguyên bí thư thị ủy Vũ Uy cùng bị khai trừ đảng và công chức. Ngày 21 tháng 1, cả hai cùng bị bắt. Hồng bị bắt vì có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ, còn Quý bị bắt vì nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và biển thủ công quỹ. Ủy ban giám sát tỉnh Cam Túc đã kết luận Khương Bảo Hồng thông qua giao dịch tình sắc để đổi lấy lợi ích kinh tế, thăng tiến chức vụ. Theo báo chí, Hồng vốn là Hoa Khôi một trường đại học luật, nổi tiếng xinh đẹp với 3 vòng chuẩn, cặp mắt to và sáng. Trước khi tốt nghiệp đến thực tập tại hệ thống tòa án tỉnh Cam Túc, Hồng đã gian díu với chánh án tòa án quận Thất Lý Hà, thành phố Lan Châu nên sau khi tốt nghiệp được nhận về đây làm việc. Tháng 9 năm 2002, Hồng được điều động sang văn phòng tổ lãnh đạo công tác giữ ổn định của tỉnh. Sau 10 năm từ nhân viên đã leo lên chức phó phòng. Tháng 1 năm 2012, Hồng chuyển về thành phố Vũ Uy là bí thư, cục trưởng chiêu thương. Chỉ sau 4 năm đã leo lên ghế phó thị trưởng thành phố Vũ Uy. Trong thời gian đó, Hồng đã ngủ với hơn 40 quan chức, trong đó có 17 vị lãnh đạo cao cấp. Quan lộ của Hồng đặc biệt khởi sắc sau khi trở thành người tình của Hỏa Vinh Quý. Hầu như mỗi năm, Hồng đều được thăng một cấp, từ phó tổng thư ký Ủy ban thành phố, chủ nhiệm Ủy ban cải cách phát triển, phó bí thư huyện ủy Thiên Trúc, cho tới phó thị trưởng chủ quản giao thông, giáo dục, y tế và kế hoạch hóa gia đình. Hoa Khôi cảnh sát đổi vốn tự có để tiến thân. Xinh đẹp, hát hay và vô cùng khéo léo, Vương Phi được mệnh danh là Hoa Khôi số 1 của ngành cảnh sát Trung Quốc. Nhưng để tiến thân dễ dàng, cô trở thành bố chung của nhiều quan chức cấp cao Trung Quốc, trong đó có cả cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Chu Vĩnh Khang. Theo tờ Epoch Times của Mỹ, Vương Phi được trao danh xưng Hoa Khôi cảnh sát từ khi cô tham gia chương trình văn nghệ Đón Năm Mới 2002 của đài CCTV trong vai trò MC. Khi ấy, Vương còn là một nhân viên cảnh sát bình thường ở Cục Công an thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Theo Phượng Hoàng, Trung Quốc, Vương Phi đích thực là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Ban đầu, cô chỉ là một trợ lý văn nghệ ở quân khu Thẩm Dương. Năm 2000, Vương chuyển ngành làm nữ sĩ quan ban tuyên huấn Cục Công an thành phố Sán Đầu, Quảng Đông và thường xuyên tham gia các hội diễn thông tin tuyên truyền toàn ngành công an tỉnh Quảng Đông. Năm 2002, cô đã lọt vào mắt quan trên Trịnh Thiếu Đông, người hùng dẹp xã hội đen, Phó Tổng đội trưởng Cảnh sát Hình sự, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Đông. Sau đó, Vương Phi được điều về phòng tuyên truyền công an tỉnh, nhưng rất ít khi các đồng nghiệp thấy cô ta đến cơ quan, không rõ làm những công việc gì. Đầu năm 2005, Trịnh Thiếu Đông được điều lên làm trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an dưới quyền Bộ trưởng Chu Vĩnh Khang khi đó. Vương cũng vì thế mà được điều lên bộ để phục vụ Trịnh. Về Bắc Kinh, Vương Phi được đề bạt làm cán bộ cấp phòng, được tham gia dẫn chương trình dạ hội của Bộ Công an và từ đó nổi tiếng với danh xưng Hoa Khôi số 1 của ngành cảnh sát Trung Quốc. Để mở rộng mối quan hệ, Vương Phi đã xin đi học cao học ở Thượng Hải. Ảnh hưởng của Vương Phi lớn dần từ Sán Đầu ra khắp Quảng Đông, từ Bắc Kinh lan xuống Thượng Hải và ra các tỉnh. Là người tình của quan chức cấp cao, Vương Phi đóng vai trò trung gian để chắp mối các quan hệ giao dịch mua bán quan chức rồi nhận hối lộ. Vương còn mượn danh cán bộ lãnh đạo Bộ Công an để ra lệnh cho cơ quan cấp dưới thả người bị bắt rồi nhận tiền. Tài sản bất chính Vương Phi tích lũy được ước tính lên tới 40 triệu nhân dân tệ, khoảng 150 tỷ đồng. Đầu năm 2010, Vương Phi bị cách chức. Khi bị điều tra, Vương Phi đã khai nhận việc là bố chung chung của hơn 40 quan chức cấp cao, trong đó có Trịnh Thiếu Đông và Chu Vĩnh Khang. Cũng trong giai đoạn 2002-2007, Chu Vĩnh Khang và Vương Phi đã nảy sinh quan hệ bất chính. Tham ô để tân trang bản thân và tiêu xài, sống xa hoa trụy lạc. Theo trang web của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, năm 2017, tờ Kiểm sát Nhật Báo đã đăng bài về vụ án Bách Linh, nữ thủ quỹ Ủy ban Nông nghiệp thành phố Cao Biêu, Giang Tô chiếm dụng 10,51 triệu nhân dân tệ, khoảng 36,78 tỷ Việt Nam đồng, chi cho việc riêng, trong đó hơn 8 triệu nhân dân tệ dùng vào việc làm đẹp cho bản thân.
Theo Bách Linh khai nhận, từ tháng 1 năm 2013, lần đầu đến thẩm mỹ viện, cô ta không kìm được lòng trước những lời dụ dỗ biến mình thành thiên nga của các chuyên gia thẩm mỹ. Số tiền chi cho làm đẹp ngày một tăng, từ mấy chục ngàn lên đến mấy trăm ngàn rồi mấy triệu tệ. Thế nhưng bản thân Linh lại không có nhiều tiền. Linh nghĩ đến kết bạc mà mình đang nắm giữ, liền nảy sinh ý định liều lĩnh. Qua điều tra cho thấy, từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 12 năm 2015, Bách Linh đã làm chứng từ giả để lĩnh tiền từ ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản cá nhân 57 lần, tổng cộng 10 triệu 510 ngàn nhân dân tệ. Một cô gái 8X đồn hậu vì chạy theo hư vinh mà đánh mất lý trí, chiếm dụng tới hơn chục triệu tiền công khiến mọi người sửng sốt. Tìm kiếm vẻ đẹp cho bản thân không sai, nhưng điên cuồng tham ô để làm đẹp thì không thể tha thứ. Những người như Bách Linh vì muốn đẹp mà đi vào con đường tự hủy diệt bản thân, rất tiếc lại không phải là chuyện hiếm. Bạch Hồng, Chủ tịch Công đoàn Y tế Bắc Kinh, tìm đến một hội sở rộng hơn 2.000m2 để thể nghiệm quy trình phục vụ khép kín từ trang điểm, spa, tập gym, toàn những khâu đặc biệt. Hội sở này như nguồn từ trường có sức hút đặc biệt với Bạch Hồng, khiến bà ta ngày càng mê mẩn, chìm đắm những lời khen ngợi, khen tị của những người xung quanh, khiến bà ta đắm chìm trong khoái cảm được là người phụ nữ thành đạt. Từ tháng 7 năm 2006 đến tháng 3 năm 2011, Bạch Hồng đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch Công đoàn Y tế Bắc Kinh để nhiều lần lấy chi phiếu và tiền mặt từ tài khoản hội phí và rót vào câu lạc bộ Thế giới Phụ nữ Bắc Kinh tới 3,99 triệu nhân dân tệ, 13,96 tỷ Việt Nam đồng chi trả cho việc làm đẹp bản thân. Ngày 27 tháng 5 năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Sơn Tây thông báo khai trừ đảng tịch, cách chức đối với Thượng quan Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Quốc Tín vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Theo báo chí, trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội, ông Vương Nho Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây đã phát biểu nêu lên 3 vụ án tham nhũng ở địa phương, trong đó có vụ một bí thư, chủ tịch đơn vị tài chính của tỉnh này sống cực kỳ xa hoa, thường xuyên uống sữa tươi, chờ bằng máy bay từ Hàn Quốc về và chi 390 triệu nhân dân tệ tiền công, 1.365 tỷ Việt Nam đồng để mua máy bay công vụ. Quan chức đó chính là Thượng quan Vĩnh Thanh. Sau khi bà ta bị điều tra, đã tìm và thu được tới 70 hòm tiền lưu niệm tại nhà riêng, trong đó có đồng 50 tệ kỷ niệm 50 năm quốc khánh và đồng hình rồng 100 tệ. Một nữ quan tham khác là nữ hoàng LV Giang Nhuận Lê, phó tổng thư ký Ủy ban thành phố Phủ Thuận, Liêu Ninh, có hẳn một căn phòng rộng 190m2 chuyên để cất giữ các đồ dùng xa xỉ. Khi các nhân viên điều tra tìm tài sản của Lê, đã tìm thấy 48 đồng hồ đeo tay đắt tiền như Rolex, 253 túi sách LV, 1.246 váy áo hàng hiệu và hơn 600 món trang sức. Giang Nhuận Lê đã phải trả giá cho việc đó. Năm 2009, bà ta đã phải nhận án tù chung thân. Giang Trạch Dân, người dẫn đầu cho dâm loạn lên ngôi. Hiện tại, quan trường Trung Quốc đang tha hóa nghiêm trọng. Việc các tham quan có đời sống tình dục bừa bãi, loạn dâm đã trở nên phổ biến và gần như không thể thay đổi, bởi nó đã kéo dài hàng chục năm và dần trở thành luật bất thành văn trong nội bộ các quan chức. Một là tiền, hai là sắc, xã hội chỉ chê người nghèo chứ không chê gái điếm có tiền dần trở thành một thực tế xã hội mà không ai có thể phủ nhận. Trong cuốn sách Con người Giang Trạch Dân có viết rằng, dưới sự lãnh đạo của cựu bí thư, chủ tịch nước Giang Trạch Dân, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tổng Hậu cần và Bộ Chính trị đã tràn lan sắc tình, đắm chìm trong ham mê nhục dục. Hơn nữa, Giang Trạch Dân lại cố tình cổ suý cho loại gian dâm này. Tất cả những người thân tín của ông đều là côn đồ dâm loạn. Trong thời điểm Giang Trạch Dân còn tại chức, ông ta gần như là quyền lực tuyệt đối ở Trung Quốc. Giang đã chấm phải cô gái nào thì đừng mong có thể thoát khỏi tay ông ta. Nhiều khán giả Việt Nam có thể đã biết đến nữ diễn viên nổi tiếng Lưu Hiểu Khánh, người nổi tiếng trong vai Võ Tắc Thiên trong Nhật Nguyệt Lăng Không. Nữ diễn viên sinh năm 1955 này được mệnh danh là Quốc Bảo Trung Hoa. Sự nghiệp nghệ thuật của bà trải dài hơn nửa thế kỷ với những đóng góp lớn cho màn ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, Lưu Hiểu Khánh còn nổi tiếng là tỷ phú của làng giải trí. Bà từng được xếp vào danh sách người phụ nữ quyền lực hàng đầu Trung Quốc, đứng thứ 45 trên 50 người giàu có nhất do tạp chí Forbes tổ chức năm 1999. Nổi tiếng là thế, tuy nhiên không may cho bà vì lỡ từ chối mối thịnh tình của thúc thúc Giang Trạch Dân mà bà đã bị trả thù đến mức phải ngồi tù 422 ngày, sự nghiệp từ đó gần như sụp đổ. Trung Quốc có câu nói vạn ác dâm vi thủ, nghĩa là trong các tội ác thì tội tà dâm đứng đầu. Trung Quốc dưới thời Đảng Cộng sản Trung Quốc thì luân lý chính thường đã hoàn toàn bị lật đổ. Quan niệm truyền thống gia đình, tiết hạnh của người phụ nữ đều bị xem rẻ. Thượng bất chính thì hạ tất loạn. Quan chức lãnh đạo là thế thì người dân xã hội bên dưới càng hỗn loạn hơn.
Các loại tội phạm buôn người làm lao động khổ sai, buôn bán phụ nữ trẻ em làm nô lệ tình dục, bắt người mổ lấy nội tạng, buôn bán thực phẩm hóa chất độc hại không phải đều xuất phát từ Trung Quốc đó sao? Quả là một chế độ đất nước phản thiên phản địa, thật không biết đến khi nào lưới trời mới kéo lên, thanh lý đi con thiên ma di hại thiên hạ này đây. Vậy bạn nghĩ sao về sự tham ô và hủ bại của các quan chức Trung Quốc? Hãy để lại comment bên dưới cho mọi người cùng biết nhé. Nếu thấy video này hay, nhớ bấm like.